người ta quyết định là người ta thả, người ta mua người ta thả, người ta thấy người ta như là người ta phóng sinh đó, người ta thả là người ta mới khắc chữ dấu thập, người ta đem lại chùa, đem lại chùa người ta thả. Nếu mà con rùa này nó có căn tu thì nó ở đó, ở đó hoài, nó không đi đâu, nó không đi. Thành ra thằng này nó thấy gì nó thì không có tiền nó mới bắt. À, có nghĩa là con rùa này là do là thường thường á là mình thả con rùa thì nó sẽ về với thiên nhiên. Nhưng mà con rùa này đặc biệt cái là nó ở chùa, nó không chịu đi. Người ta đem lại chùa người ta thả. Sớm ơi nè, tại đây nè, tại cũng như là người ta đem tới chùa người ta gửi, người ta thả mà người ta gửi cho nó có đi tu hay gì thì nó ở đó. Nếu nó chịu đi tu thì nó mới ở đó. Rùa là rùa đi tu nghe chú. Tại chú không biết đó chứ, rùa này là đi tu, và tu hành đạo đức con rùa đó là đi tu đó. Con rùa này là lớn chết nó không hết. Nó không đi, nó mới tu. Giống như là nó ngự ở ngay cái góc chùa đó là đặng nó nghe kinh Phật, nó nghe niệm Phật. Nhưng mà không ngờ là cái ông này ông lại bắt. Là cái bữa đó là ông hai kể lại cái bữa đó như thế nào không hai? Thì nó đi đặt chuột. Rồi nó đặt vòng vòng nó thì nằm ở dưới cái mương cặp bên chùa. Nó có cái đám sậy, có cái gò đất. Rồi đầu nó đặt chỗ ngay chân chỗ đó đó. Nó mà dạch sậy ra thì nó thấy con rùa nằm đó. Mà nó thấy ra trên cái lưng rùa cả ký cái ngoài lắm mà. Là cỡ theo hai độ có bao lớn? Bị lớn à. Ừ vậy nè. Một ký cái mấy đó. Ừ bự à. Là con rùa đó chắc lâu năm nó mới to vậy. Rồi nó thấy ai khác ở dâu thập thì nó biết. Thấy dấu thập rồi đó. Nó biết rồi, nó biết con rùa này, con rùa này người ta thả. Người ta phóng sinh mà người ta gửi cho chùa. Thành ra nó mới chạy về chợ ở đây nè. Nó chạy về chợ ở đây nè, nó hỏi nè. Là chạy sau lưng mình luôn. Chợ này nè, hỏi. Nó hỏi ông rùa một gắn, nó hỏi là bây giờ tôi bắt được con rùa, nhưng mà nó nói nó chưa có bắt, mà nó bắt được. Nó nói dốc chị đó, mà con rùa nó người ta phóng sinh, nó có dấu thập. Ông mua tôi chở qua tôi bắt. Ông làm mày bắt đi vậy là cái ông mua ông cũng vậy nữa. Ông nghe nói có dấu thập rồi luôn. Ông nghe nói có thập rồi, ông mới nói là thôi mày bắt đi qua tao mua cho. Thì thằng này nó mua đang lúc không tiền. Thì nó chỗ quầy qua bán thì vẫn còn con rùa, vẫn cầm nó ôm về. Lạ kỳ ta. Con rùa không thấy người ta lại nhìn nó rồi. Nó biết là có người biết rồi đó. Mà nó vẫn không đi. Không đi tại vì chắc nó tu quá vậy. Bị người ta gửi cho chùa mà, người ta phóng sinh, người ta gửi cho chùa. Rồi bắt đầu nó qua, nó ôm về thì nó lấy dây cước nè, không đánh hết. Chùa ban 500 ngàn đó. Có nghĩa là ông cố tình, ông lấy dây cước, ông chùi cái dấu thập đó mất. Dây cước chùi son đó. Mà gán chùi cho nó mất cái dấu thập. Mất cái dấu thập đó. Chàng ơi. Bây giờ về với anh chị bệnh bên. Là bữa trước thì bán xong là còn ăn nhậu ăn mừng. Trời, chưa có gì hết. Chưa có gì hết. Nhưng mà qua bữa sau. Qua bữa sau là tối hôm đó hay gì không hay? Tối hôm đó là sát lại là nó sưng. Ngộ gì ta? Là ảnh có đi đâu chật chân hay gì? Không, không có gì hết, tự nhiên thôi. Thì không có chật cái gì hết. Tự nhiên tối cái nó sưng ta. Chính là tôi hỏi nó là mày có đi té mình chỗ nào không? Đúng rồi. Là không có té, không có gì hết trơn. Tự nhiên nó sưng. Tao nói rồi, mày no mày rồi. Là cái chân nó sưng khoảng ba lớn rồi. Trời ơi, nó sưng một cái. Bị ngang thí dụ bị lớn nha. Đè bẹt ra gì nè. Nó gấp đôi cái bằng chân bên kia. Nó mô cao lên gì chứ không phải nó sưng, mà nó sưng cái kiểu mà vừa vừa đâu. Nó sưng vậy nè. Y như cái mày gùa gì ha mà nó cao cao. Y vậy đó rồi, cũng cao y vậy đó rồi. Bây giờ sưng vô bên kia nữa rồi. Ha, bữa hổm á, nó kể nó là qua bên đây nữa rồi. Sao nó hơi nhức nhức bên đây nữa rồi. Chàng ơi. Dạ, con xin gửi lời chào quý diễn giả. Thưa quý diễn giả, ngày hôm nay thì Ngôn xin mời quý diễn giả quay trở lại thăm ông hai cùng với bà hai, hai vợ chồng ông bà lão mà sống dưới ghe trên mấy mươi năm quý nhá. Dạ, thì ngày trước á, mấy anh em Ngôn có ghé lại thăm thì được biết là ông hai là đang ốm, nhưng mà không biết rằng là có giảm chưa. Thì ngày hôm nay mấy anh em Ngôn cũng có đi ngang và quay trở lại để mà thăm hỏi sức khỏe của ông hai với bà hai coi như thế nào. Được rồi. Bây giờ thì Ngôn xin mời quý khán giả mình cùng xuống dưới ghe nha. Dạ. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng ông bà quý nha. Đậu ghe ở ngay chùa nè. Không biết làm gì đây. Dạ, con chào ông hai bà hai nha. Dạ, bà hai đâu rồi? Đây nè, chú ơi, xin cơm ở chùa ăn. Dạ. Xin hai hộp cơm, đậu ở chùa đang xin cơm ăn. Đậu ở chùa đi xin cơm ăn hả? Cơm nè. Rồi ăn cơm chưa? Chưa, mới xin nè, chú lại chưa ăn. Chàng ơi.
ta cho bọc kiểm. Cho bọc kiểm hả? Đi mới trái cây, ta cúng ta cho. Đó. Cái 5 ký gạo. Dạ. Yeah. Cái bọc chai nè, ta kêu chiều ăn. Bây giờ vậy đi, bây giờ máy con cái máy quay á. Cái máy quay quay không thấy ông Hai với bà Hai rồi sao đây ta? Không ấy, để con xuống ghe đi. Ừ, xuống ghe đi. À, con xuống ghe đi. Ừ. Xuống ghe coi coi rồi cho mấy anh em quay coi. Nãy tại máy khó quay quá, bây giờ ổn định rồi nè. À, đâu cái này là cơm chay. Cơm chay ở chùa cho vợ hộp chậm hộp. Cơm chay vậy đó nha. Cơm chay. Ừ. Rồi kiểm rồi cái này là gỏi gì đó đem xuống tôi, là ăn. Tôi kiểm này nữa. Ờ cho tôi. Chàng ơi tôi kiểm này ngon quá mà Hai. À, kiểm. Chàng ơi chàng đây là quý hiến giả. Bữa nay là đậu ngay chùa để xin cơm. Xin cơm chay nè quý vị dạ. Rồi dạ rồi Hai đậy lại để xúc dùng ha. Dạ. Với cho cái bọc đó ăn. Cái này cua gì không biết. Ừ. Này ngon nè bà Hai. Có đậu phộng luôn nữa. Sao con thấy có màu tím luôn nữa nè. Dưa gỏi gì đó với trái cây cúng rồi đem xuống cho. Ừ này ngon nè. Ờ. Này chắc ăn với cơm này hay là người ta cho kèm theo với không ha? Ờ người ta cho kèm với dạ. Cho được 5 ký gạo. Thêm 5 ký gạo nữa? Ừ. Hẹn nó quá chèn vậy. Ông Hai cho con hỏi thăm nè, rồi sức khỏe sao rồi? À, đỡ đỡ rồi, mới lạnh thuốc về. Mới mua thuốc nữa. Mới lạnh gì ha? Mới đi lạnh. Rồi có tốn tiền không? Lạnh có tốn lạnh tiền không? Này là không có tốn tiền, tốn tiền xe. Tốn tiền xe thôi. Ừ. Lạnh này của nhà thương. Từ thiện hả? Nhà thương. Mà sao không lấy tiền? À, bị gì mà nó thấy mình nghèo. Nhưng ông Hai đâu có giấy hành nghèo đâu. Không có giấy nghèo nhưng mà cái phổi này là miễn phí. Ờ, về phổi là miễn phí. À. Về phổi. Cũng mừng rồi mới hết tóc cái gì đẹp trai quá vậy. Ngứa quá trời. Dạ. Để dài nó ngứa quá. Để dài nó nực nha. Ừ. Rồi hết là tốn tiền hay từ thiện không Hai? Ờ, tốn tiền chứ. Chàng ơi chàng, vậy là ông với bà bữa cơm này chắc tới chiều luôn rồi. Chiều rồi. Cái này chiều khỏi nữa, chiều lên xin thêm hộp nữa đủ ăn. Kiểm rồi nè quý vị gái, quá chừng ngon luôn nè. Nhìn cái là muốn dùng liền luôn nè. Vậy là người ta cho được 5 ký gạo. Ừ. Rồi bữa giờ có ai cho thêm gạo không? Không, chưa cho. Chưa cho ha. Ừ. Tháng 7 này bà Hai mà phải quen chùa nhiều quá. Ừ. Là mình lại chùa mình lãnh gạo để dành đã luôn. Có khi thì mình ở đây thì chùa này người ta cho. Ừ. Còn mấy chùa khác mình đâu có lợi. Mình đâu có quen lại cho cô này. Nhưng ông Hai để dành, thí dụ như cao lắm là được nhiêu ký gạo để dành á. Thí dụ như mà ở đây là mình để dành là cắt được nhiêu ký? Chừng 10 ký, mười mấy ký à. 20 ký đổ lại là tối đa. Hết chỗ để à? Ừ, đúng rồi, chỗ để. Biết quần áo, đồ đạc. Ừ. Yeah. Ừ. Tại vì cũng như là cái nhà rồi. Ừ. Người đâu có để đâu được. Rồi cho con hỏi thăm coi hổm gài rồi nằm dưỡng gì đó rồi còn tiền không? Cũng còn chút đỉnh. Cũng còn chút đỉnh hả? Mua đâu có dám mua vàng không ơi. Còn vài trăm ngàn. Chờ tới chùa cho đi rồi mình xin ăn cho đỡ tiền. Ừ. Là hổm gài ông Hai có ngưng chài giống như con dặn không? Ngưng, hổm gài không chài không? Ừ, đi lên đó xin nước đó. Rồi ông xuống ông nấu, ông tắm rửa mình đi lên đó xin. Không dám tắm nước này nữa. Chú nó cho nước, chú trên đó đó cho. Xin nước nóng nha. Xin nước lạnh đó. Lạnh, chú nghe nó mình cho nấu. Nước uống luôn đó, nó cho nó bình nước bự á. Ừ. Nó cho. Nó kêu cho đi. Vậy là coi như là nước là hổm gài là ông Hai không dám tắm ở dưới đây luôn không ha? Dám tắm nấu, xin nước nấu, xin nước ở trên bờ xuống rồi mình nấu mình tắm. Tắm đúng rồi, đặng dưỡng cho nó khỏe lại. À. Mà con thấy bữa nay ông Hai tươi tươi nè, đỡ bữa nay có mùi xuân rồi, bèo nhèo luôn á trời. Ừ. Ông Hai cho con hỏi thăm nè, rồi như vậy đó, nằm như vậy đó rồi nó buồn không? Buồn không có đi làm buồn chứ. Không có đi làm. Phải có đi làm lao động rồi này kia thì nó vui vẻ. Phải có chài cá đâu mà. Ờ, đi mấy mừng được. Lao động rồi này kia nó mới khỏe. Hỏi thăm nè, hôm bữa ông Hai kể về cái câu chuyện con rùa đó. Giống như là có nhiều bà con hỏi á là con rùa đó là như thế nào mà sao mà giống như là nó làm ra như vậy. Dưới không ai? Con rùa này á là cũng như cái người ta quyết định là người ta thả. Ta mua người ta thả, người ta thấy người ta như là người ta phóng sinh đó. Ừ. Người ta thả là người ta mới khắc chữ, dấu thập. Ừ. Người ta đem lại chùa người ta thả. Thì nếu mà con rùa này nó có căn tu thì nó ở đó. Ừ. Ở đó hoài, nó không đi đâu. Nó không đi. Ừ. Thành ra thằng này nó thấy gì nó thì không có tiền.
nó mới bắt. À, có nghĩa là con rùa này là do là thường thường á là mình thả con rùa thì nó sẽ về với thiên nhiên. Ừ. Nhưng mà con rùa này đặc biệt cái là nó ở chùa, nó không chịu đi. Người ta đem lại chùa người ta thả. Sớm ơi nè, tại đây nè, tại cũng như là người ta đem tới chùa người ta gửi. Người ta thả mà người ta gửi. Để cho nó không có đi tu hay gì thì nó ở đó. Nếu nó chịu đi tu thì nó mới ở đó. Ừ. Rùa là rùa đi tu nghe chú. Dạ. Tại chú không biết đó chứ, rùa này là đi tu và tu hành đạo đức con rùa đó, là đi tu đó, con rùa này là lớn chết nó không hết. Nó không đi á, là nó mới tu. Giống như là nó ngự ở ngay cái góc chùa đó là đặng nó nghe kinh Phật, nó nghe niệm Phật. Nhưng mà không ngờ là cái ông này ông lại bắt. Là cái bữa đó là ông hai kể lại cái bữa đó như thế nào không ha? Thì nó đi đặt chuột. Dạ. Rồi nó đặt vòng vòng nó thì ở dưới cái mương cặp bên chùa. Nó có cái đâm sậy, có cái cây gò đất. Dạ. Rồi bắt đầu nó đặt chuột ngay chân chỗ đó đó. Nó mà dạch sậy ra thì nó thấy con rùa nằm đó. Mà nó thấy ở trên cái lưng rùa cả ký cái ngoài lắm mà. Là cỡ theo hai độ có bao lớn? Bị lớn à. Ừ vậy nè. Một ký cái mấy đó. Ừ, bự à. Là con rùa đó chắc lâu năm nó mới to vậy. Ừ. Rồi nó thấy cái khác dấu thập thì nó biết. Thấy dấu thập rồi đó. Ờ, nó biết rồi, nó biết con rùa này, con rùa này người ta thả. Dạ. Người ta phóng sinh mà người ta gửi cho chùa. Ừ. Thành ra nó mới chạy về chạy ở đây nè. Chạy về chạy ở đây nè, nó hỏi nè. Là chạy sau lưng mình luôn. Ờ, chạy ở đây nè, hỏi. Nó hỏi ông mua rùa gắn, nó hỏi là bây giờ tôi bắt được con rùa, nhưng mà nó nói nó chưa có bắt, mà nó bắt được. Dạ. Nó nói dốc vậy đó, mà con rùa nó người ta phóng sinh, nó có dấu thập. Dạ. Ông mua tôi chở qua tôi bắt. Ông làm mày mua mày bắt đi vậy là cái chứ. Ông mua ông cũng vậy nữa. Ông nghe nói có dấu thập rồi luôn. Ông nghe nói có thập rồi, ông mới nói là thôi mày bắt đi qua tao mua cho. Thì thằng này nó mua đang lúc không tiền. Thì nó chỗ quầy qua bán thì vẫn còn con rùa vẫn cầm nó ôm về. Lạ kỳ ta. Ừ. Con rùa không thấy người ta lại nhìn nó rồi. Ừ. Nó biết là có người biết rồi đó. Ừ. Mà nó vẫn không đi. Không đi. Tại vì chắc nó tu quá vậy. Yeah. Bị người ta gửi cho chùa mà, người ta phóng sinh, ta gửi cho chùa. Ừ. Rồi bắt đầu nó qua nó ôm về thì nó dây cước nè, không đánh hết. Chùa mang 500 ngàn đó. Có nghĩa là ông cố tình, ông lấy dây cước, ông chùi cái dấu thập đó mất. Dây cước chùi son đó. Mà gán chùi cho nó mất cái dấu thập. Mất cái dấu thập đó. Chàng ơi, chàng. Ừ. Ở trên đời này nè, rùa gắn cá gì đó, chỉ có con rùa là lớn nhất. Con rùa là lớn nhất của thiên nhiên, của trời Phật. Dạ. Của trời Phật. Như là nó là trong dạng như là tứ linh. Long lớn. Lăng quy phụng đó. Là con rùa là quý nhất cái thể. Dạ. Như vậy rồi sau đó thì ông bắt xong là ông bán là được 500 ngàn. Dạ. Rồi qua cái bữa mà ông hai kể là câu chuyện nó tiếp theo nó như thế nào không ha? Thì hai bữa sau thì nó sưng cái giò đó. Sưng cái giò giống như hai bữa thì có một ngày đó thì một đêm sau nữa là bắt đầu nó sưng, là mới bán 500 ngàn nè, đem tiền về nè. Ừ. Là chưa sao chưa gì hết á. Dạ. Về cũng ăn nhậu rồi mua đồ rồi. Còn ăn mừng nữa hả? Bởi vì mình nói là dân cũng nghèo, thành ra giờ thấy tiền thì ham. Dạ. Ai cũng vậy, nó bắt con rùa thì tính là con rùa cũng là bắt thì thôi chứ đâu có gì. Dạ. Nhưng mà đâu ngờ nó cũng linh. Ừ. Linh không ngờ anh linh ha. Linh rồi bắt đầu mà không biết cái người chủ mua nó có làm sao không, mà không biết nha, chứ nó à. Nó thì nó sinh cái giò đó là cái người bắt rùa là ông hai biết trực tiếp luôn. Thì là chính ông hai chứng kiến luôn. Thì hiện tại đậu kế ghe mà không biết đậu kế ghe luôn. Đó. Cái thằng đó đó, cái anh mà bơi đó, nói chuyện dơi đó. Rồi bây giờ về với anh chị bệnh bên là bữa trước thì bán xong là còn ăn nhậu ăn mừng. Trời, chưa có gì hết. Chưa có gì hết. Nhưng mà qua bữa sau. Qua bữa sau là tối hôm đó hay gì không hay? Tối hôm đó là sáng lại là nó sưng. Ngộ gì ta? Chừng... Là ảnh có đi đâu chợt chân hay gì? Không, không có gì sao, tự nhiên thôi. Kỳ vậy ta. Ừ. Người ta mà thả bè tống gió rồi dưới sông là trời là vớt hết á. Vớt hết. Ừ. Đầu gà cánh vịt là vớt hết. Người ta cúng trứng vịt trứng gì trong cái bè đó là vớt hết, đôi sườn thấy là bị anh không sợ gì chứ? Không. Mà không sao chứ. Không sao chứ mà ngộ thiệt. Mà có rùa có sao thôi đó. Nhưng mà ông hai cho hỏi thăm nè, có nghĩa là ảnh ăn mừng rồi xong xuôi rồi. Rồi qua ngày hôm sau là trong cái ngày hôm đó đó là ảnh có đi chợt chân hay gì không? Không có chợt cái gì hết. Tự nhiên tối cái nó sưng đó. Ừ. Chính là tôi hỏi nó, mày có đi té mình chỗ nào không? Đúng rồi. Là không có té, không có gì hết. Tự nhiên nó sưng. Tao nói rồi mày no mày rồi.
là cái chân nó sưng khoảng ba lớn rồi. Trời ơi, nó sưng một cái anh bề ngang ví dụ bị lớn nha, đè bẹt ra gì nè, nó mô đôi cái bằng chân bên kia. Ừ, nó mô cao lên gì chứ không phải nó sưng, mà nó sưng cái kiểu mà vừa vừa đâu, nó sưng vậy nè. Y như cái mày gùa gì ha, mà nó cầm cầm. Y vậy đó, cũng cầm y vậy đó, rồi bây giờ sưng vô bên kia nữa rồi. Ha, bữa hôm á, nó kể đó là qua bên đây nữa rồi, sao nó hơi nhức bên đây nữa rồi. Chàng ơi, chàng, theo con độ chắc là con gùa này là nó muốn ở chùa để nó tu. Ừ. Bây giờ người ta phóng sinh là người ta đem chứ ra chùa. Chứ mình thả là nó đi liền hả? Người ta đem ra chùa, người ta gửi mà. Người ta có đem lên chùa người ta gửi luôn rồi. Rồi người ta mới phóng sinh. Người ta đem phóng sinh ta giấy khúng rồi, trời Phật rồi. Nó không đi. Rồi đem lại mới nằm ở trên cái bực đất này. Nó mới đi về đây nó hỏi rồi trở lại cũng còn nằm trên bực đất nó có nghĩa luôn. Là cái người chủ của con gùa là đã đem con gùa vô cái ngôi Tam Bảo cho nó quy y rồi. Rồi xong rồi mới đem ra trước cổng chùa thả nó. Thả xuống mương chỗ cạnh chùa. Mà nếu mà con gùa mà nó không có chịu tu thì là nó sẽ bò, nó bơi đi mất tiêu. Đi mất tiêu rồi. Nhưng mà do là cái con gùa này nó chịu tu, cho nên là nó mới ở lại ngôi chùa đó, nó không chịu đi đâu hết, để nó được nghe kinh Phật, nghe niệm Phật. Theo như chú nghĩ, nếu con gùa này nó đi mà mình bắt nó được, mình bắt chắc không có sao. Đúng rồi, nó đi là nó đâu có tu đâu, mình bắt nó chắc không sao. Chắc không sao, theo mình nghĩ vậy đó. Dạ. Còn cái này nó đã quyết định ở lại rồi. Tại vì gặp nó rồi mà. Chàng ơi chàng. Nhưng mà cái điều đặc biệt là trên cái mai gùa là đã có cái ký hiệu là chữ thập rồi. Chữ thập rồi. Nhưng mà cái anh này còn cố tình. Ai không tiền. Không có tiền. Nói với chú nó ông ăn cố, có tiền không có mời. Nhưng mà anh không biết sợ. Không sợ là gì hết, không sợ trời đất là gì hết. Dạ, không có coi trời Phật hay gì hết trơn. Bởi vì là tới bữa nay là mấy ngày rồi không hay? Cũng lâu à. Thì có cái bữa mà ăn 2 tháng không? Cái bữa mà chúng lại đó đó, nó đậu cầm bên đó, là bữa đó là qua 2 bữa sau nó mới bắt. Vậy là có 2 tháng à? Ờ, như vậy chắc có 1.5 tháng, không được 2 tháng đâu. Lại chỉ mới đây, là chưa khỏi nữa không hay? Chưa. Bây giờ nó còn nằm bên dưới thanh, còn mà đi chết thuốc rồi. Chàng ơi, chàng. Đâu kêu mày đụng mày lại. Dị lỗ luôn rồi, tính ra dị lỗ luôn rồi, bán 500 ngàn mà nằm tháng mấy. Mà nó đâu có đi mặn gì được đâu à. Ngồi dưới xuồng bơi thì đặt bậy bạ nó chứ đâu có đi trên bờ được. Hết đi được rồi. À, đi cũng được mà cá nhắc cũng như là con gùa y như lo theo gùa vậy. Ừ, cá nhắc đi. Y như là cột cái con gùa vô cái chân rồi đó. Rồi bây giờ thì nghe nói mau thanh là nó bớt nhiều rồi. Tao kêu mày cúng đi. Mày muốn mà bây giờ cúng gì chắc con nghĩ là bữa đầu là cái ông mua gùa đó đó, ông chưa có mặn con gùa đó. Cho nên là ông này chưa sao. Qua bữa sau chắc con nghĩ con gùa đó vô nồi rồi đó. Ông này thì cái dạng ông mua đi bán lợi mà không biết bán. Với ông chùi cái dấu thập mà người dân người ta đâu có biết. Đâu có biết. Người ta tưởng nó con gùa ngoài ruộng ngoài đồng ta đâu có biết. Cho nên là người ta cũng mua người ta dùng. Thì con nghĩ là chắc qua bữa sau là người ta mặn con gùa đó rồi đó. Bởi vì ông này mới dính liền đó. Chứ bữa đầu là chưa sao heo hay ha. Bữa đầu không có gì chứ. Còn ăn mừng vui vẻ. Còn nhậu rồi. Vô 500 rồi. Chàng ơi chàng. Bà không có tiền. Sáng người ta đổ ở đây nè, 7 can cá đổ tại chỗ này. 7 can cá, ngay chỗ 2 đậu luôn. Ngay ra. Rồi là người ta hỏi dì ơi, dì thấy ai chăn lưới gì nói giùm con đừng có bắt. Cá này là cá con phóng sinh. Cá này là cá con phóng sinh, cá của trời của Phật, đừng có lại đây bắt giùm con hay gì. Cảm ơn cô. Chàng ơi chàng. Nếu như mà gặp cái ông đó chắc con nghĩ chắc ông thả lưới nữa rồi. Thả nó đâu có sợ. 7 can mà đâu có ít đâu. 7 can cá đâu phải giỡn. Người ta đây nè, bà phóng sinh nó ngồi đằng đó nó thấy phóng là lại liền. Cái thằng chủ thả thấy nó từ xa là lại liền. Lại bông lưới liền à. Cái thằng đó nó nói đừng có lại à, đừng đi. Cái này là tôi thả cho mẹ tôi với cho má, thả cho dưới cho nó thoải mái, như làm trả hiếu cho cha mẹ gì đó. Cũng mang cố lợi dí lại bắt. Là được. Cũng là cái anh bắt gùa đó đó. Sao không cả chê? Sao anh không sợ gì chứ, anh đâu có tin ha. Chú ơi đừng có nói vậy không được, phải tin mới được, chú phải tin. Tôi còn thấy là phải tin mới được chứ. Phải tin không được. Đâu có phải đương nhiên mà tự nhiên nhiều người ta tôn thờ, người ta giống như là gian giái cầu nguyện đâu. Đâu phải tự thờ được. Mà năm nào cũng vậy, hai vợ chồng gì năm nào cũng vậy chứ. Chùa là đi lợi chùa đậu. Chú cũng như chú lại quay thì chú cho tiền, mà không có quay cũng được nữa. Cũng cho chùa đi lại chùa xin cơm ăn. Xin cơm ăn. Xin cơm chùa ăn. Có nghĩa là trước lúc gặp con là vậy rồi. Vì là vậy đó, xin cơm chùa lên là xin sáng, xin chiều. Xin tới 13, 14 gặp là nghỉ xin 3 ngày rồi mình đi mận.
người ta cho gạo rồi đó, có ăn. Ông hai cho con hỏi thăm nè, con nghe ông hai kêu á là mặc dù ông hai là làm nghề bà cậu, nhưng mà con nghe ông hai có dặn á, là mình phải né tránh những cái con như là con rùa, rồi con lương, rồi con gắn. Nhưng mà nó lại có một cái điều ngộ ở đây nè, là có thêm là con cua, rồi thêm con gà. Vì sao nó lạ như vậy? Hy vọng rằng ông hai có thể giải thích rõ cho quý vị khán giả ngày hôm nay biết được nè. Bởi vì là cái vụ con gà là tôi không có rành không, nhưng mà thấy gì nè, thấy người ta thả, mình không có rành nó là cái gì. Bởi vì người ta mua trên chợ, người ta mua cá, mua đồ này kia nó hết đi, người ta lại người ta mua con gà, người ta mới cắt cái cánh, nghĩa là cắt cái sợi lông cánh đó, người ta thả. Có nghĩa là người ta làm dấu là người làm ta dấu, sẽ cắt cái sợi lông cánh, người ta làm cho nó mắc gốc vậy đó ha. Người ta thả. Cái đó là mình không biết người ta thân cái gì. Cái khổ hiệu của người ta cái gì thì mình không biết. Chứ con gà con thấy người ta dùng cũng bình thường mà. Gà gà thì thường thường người ta kéo cửa mã. Kéo cửa mã là một nè. Rồi thêm là cắt cánh. Cắt cánh là cái đó người ta mua, người ta thả lông lông vậy đó. Con gà mà bà con mình thấy nó đi lang thang ngoài đường, là mà mình để ý là cái cánh nó bị cắt một góc, là gà người ta thả đó, là mình đừng có bắt. Cái đó người ta thả đó. Người thì người ta tham thì người ta thích người ta bắt. Còn mình biết rồi. Bởi vì con nghe sao mà lạ quá. Thí dụ như ông hai nói về con rùa, con cá chép thì còn tin được. Nhưng mà con lạ nhất là thêm con lương. Con lương cũng thả luôn. Tại vì cũng sao, như là mấy cái thành phần đó là trên chợ đã hết đồ bán rồi, thả hết rồi, bây giờ còn mấy con đó mua thả luôn. Cái con ốc này cũng thả luôn nữa. Con ốc cũng thả luôn. Con nó mua lên cũng mua một lần mấy 2-3 thằng thúng. Nhưng con ốc rồi làm sao mình biết được con ốc của người ta thả ra. Cái nào ví dụ đó thì con gà thì cái cánh là người ta cắt gốc là mình biết nè. Nhưng mà còn con ốc rồi không biết. Không biết sao tao mua tại. Rồi con lương mình không biết. Con gắn mình đâu có biết được. Con gắn nữa không? Gắn chung thả là một bọc gì nè. Chàng ơi chàng. Con bị lớn lớn vậy nè. Gắn chung. Nó lại nó xuống ghe gì nè, nó hỏi nè. Cô ơi, cô làm ơn cô cho con bước xuống ghe cô đi. Con đi ra ngoài đó đó. Con thả gắn. Chị con bệnh quá, bây giờ con phải mua ba cái túi nhỏ nhỏ xanh túi xanh nhanh vậy nè, nhờ ra bà hai đi ra thả. Ra thả rồi nó nói bà hai đậu đây nghe, bà hai bà đừng đi đâu hết nghe, bà đậu chỗ này đi thôi. Sao vậy chú? Nó đi về lại cái nó mua cho tôi 10 kg gạo. Chàng ơi, nó mua 10 kg gạo, nói cái này cái ơn của bà đưa con cho bà 10 kg gạo nghe. Chàng ơi im vậy ta. Cái tôi hỏi chú ơi sao chú thả chi chú? Tại vì chị con á là bệnh quá mà ở chợ giờ hết đồ thả rồi. Cá mắm gì đã người ta thả qua hết rồi, giờ con mua gắn rồi cho tôi ba cái túi lớn đặng mà đựng gắn ở trọng đó, túi xanh đó. Nó cho tôi luôn rồi. Tôi thôi chú ơi, tôi lấy túi này làm chi, dục bỏ đi tôi không lấy. Nó như cái bọc gì đó mà nó lưới vậy đó. Cái nó nói con cho gì đó mời mốt gì có đựng cá. Tôi nói không, cái thằng nó nhà trong cả nay. Nhưng mà mình chỉ là người đưa cho người ta ra, người ta cho 10 kg gạo rồi. Chàng ơi hay vậy ta, cho 10 kg gạo không dám già, không dám lấy nữa đó. Ông hay nói cái con liên tưởng tới cái lực nhân quả liền. Sao mà mình mới làm cái việc nhẹ vậy thôi là mình được 10 kg gạo liền. Cái gì thả trong bờ á, 10 kg gạo mua cũng bộn tiền à, 200 mà. Thả trong bờ thì con gắn nó lội thì ta thấy người ta bắt. Ra ngoài giữa đông. Đưa gà. Mày lội đâu, lội. Ông hai cho con hỏi thăm nè. Bây giờ ông hai nói con gà thì người ta cắt cánh thì con đồng ý rồi. Là có thể là con gà đó người ta thả, người ta cắt cánh, người ta làm dấu. Nhưng mà còn con cua. Cua thì bẻ càng. Con cua bẻ càng là người ta làm dấu là bẻ càng. Nhưng mà có khi nó tự giống như là nó tự gãy nữa mà ta. Tự gãy cái đó à, mình cũng không biết. Không biết chứ, người ta mua là người ta bẻ càng. Mua là bẻ càng. Có nghĩa là mình mà thấy con cua nó đang bò ngang lộ hay là cái gì đó mà nó mắc càng. Cua là đừng có bắt. Coi chừng ta thả ra. Thấy cua đồng á là không thấy người ta thả nha. Ta thả là thả cua biển không à. Thả ngay cua biển luôn. Cua biển không à. Cái con cua mắc tiền. Cua mắc tiền thả cua biển không à. Hèn ơi, những khi con bị lớn vậy nè. Vậy là ví dụ như mình vô tình mình bắt dính con cua mà có con càng ở dưới nước. Biết. Là mình biết nó là thả rồi đó. Bây giờ con cua nó chối. Đâu có xích được. Chối là sao? Nó chối càng lại đó. Nó bẻ một càng còn càng nó chối. Ngộ vậy ta? Nó chối vô con cua. Thành ra con cua nó chỉ là lội được 4 cái càng nhỏ thôi.
Còn cái càng gái nó là nó bị chối vô trong mình đó rồi. Còn càng kia thì bị bẻ làm dấu rồi. À, còn con trai kia bẻ dục rồi. À, Thú Yên dạ. À, ngày trước á, mấy anh em có đăng lên một cái video á về ông hai với bà hai nè. À, có dặn á, là có dặn dò á, là mình khi mà gặp những cái con vật á, do ông hai với bà hai biết được á, là người ta phóng sanh á, là ông hai với bà hai khuyên á, là đừng nên là bắt nó mà dùng. Tại vì đó là giống như là người ta đã phóng sinh rồi, là những con vật đó là của trời của Phật rồi, là mình đừng nên dùng. Thì có cái câu chuyện á, là ông hai có nhắc trong đó là có một cái loại á, là con cua màu càng. Thì nếu mà vô tình mình có bắt được á, thì cũng đừng nên dùng, vì đó là con cua phóng sanh thành là cua của trời của Phật đó quý nhân. Thì có một điều đặc biệt ở đây nè, là không phải là gãy một càng nha quý nhân, mà cái này là còn một càng còn lại á, là người ta sẽ lấy dây người ta buộc vào bên trong, không có cho càng kia bung ra. Đó là cái ký hiệu không hay ký hiệu bốn cái càng kia thì nó lội được, mấy cái càng nhỏ nhỏ đó thì không có chối. Chỉ chối cái càng bự thôi. Vô trong cái mình thôi. Bởi vì khán giả nói cua một càng nhiều khi người ta đang buôn bán đó, rồi nó tự gãy đó, thiếu gì thiếu gì rồi sao biết được mình đâu có biết. Còn mình chạy dưới sông là mình đặt là đặt vớn đâu nè, mà gặp con cua mà nó buộc có một càng ha, còn mất một càng là biết liền đó, là nó đó. Chứ đừng có thấy ham tiền bán nha. Mà thôi, từ đây sắp tới ăn cua thì lựa con nguyên đủ 10 cái càng mua, còn cua gãy càng là không mua. Không, nhiều khi người ta làm gãy cũng không chừng. Đúng rồi. Trên bán trên chợ. Nhưng mà nhiều khi người ta cũng lộn vô trong đó cũng không chừng. Mình cũng đâu biết được. Thôi tốt nhất mình né đi. Né mình mua. Nhiều khi giờ mình chạy xong dính con cua mà giờ nó không có chối, nó một càng không có chối, mình đâu có biết được. Đúng rồi. Mình đâu có biết được. Tại vì nó cắt ra sao không cắt ra, mình đâu có biết được. Thôi tốt nhất là thà là để thôi mình lầm thì thôi mình đừng có dùng. Nhưng bà hai cho hỏi thăm rồi. Theo như bà hai ấy, những cái con vật mà của trời của Phật rồi á, mà mình dùng vô thì như thế nào bà hai? Nó kỳ cục lắm, nó lạnh, nó trong miệng mình nó kỳ, mà hồi nào giờ thì bà chưa ăn cái đó, chưa biết. Cũng như là không phải gì mà nó phát sinh ra mình cái này cái kia. Mình phải cũng có như là cái này ký hiệu trong cái bình của mình, phải có cái này cái kia. Có cái này cái nọ. Giống như là cái trường hợp mà ông hai hay kể là cái vụ con rùa đó ha. Là mình dùng những cái con vật của trời của Phật là mình như vậy. Ở xóm bên Long Mỹ mỗi lần có ông Năm Quay. Ông không có tin cái gì chăng nha. Ở trong cái đình nó có con ngựa. Ngựa mà người ta ngựa bằng xi măng đó. Rồi ổng rủ cũng xinh xinh rồi. Mới đầu ổng đang đàn nào tin tin để tao cởi lên, tao cởi thôi con ra làm sao. Leo lên cởi bữa sau có chuẩn bị lớn. Chàng ơi chàng. Rồi bắt đầu mà cúng cái đầu con heo, đem lại đình cúng cái đầu con heo. Xưng bự gì á. Cái dừa khô. Như trái trừ khô vậy đợi đi được không? Là thiệt bà hai biết luôn hả? Vụ đó bà hai biết nữa hả? Trời Long Mỹ tôi cũng đăng báo vậy mà không biết. Là ổng vẫn chơi nhưng mà ổng có giống như là té gì không? Không. Ổng leo lên con ngựa đó. Ổng làm vậy. Ổng nói ổng không sợ. Không sợ gì hết. Không sợ gì hết. Đâu mà nào không dám. Ý là bằng chỉ là bằng xi măng thôi đó. Xi măng cốt thép thôi đó. Để trong cái định đó. Trong cái định có hai con ngựa đó. Đầu leo lên lấy cây quất. Mà ổng còn dám nói với bà con mình cho mình biết luôn. Ổng nói là tao leo lên thử là có gì không à. Mấy bữa sau. Bà vợ mấy anh mua cái đầu heo đem lại đình giái cúng giái cúng là 2-3 ngày sau hết trơn. Tôi thấy mấy cái thằng mà nó cũng biểu rồi nó xỉn rượu rồi nó lại nằm la lóc rồi trong đó đó em, toàn là dân dữ dữ. Ông hai nói như vậy á, ông hai thì là người làm nghề bà cậu nè, mà bây giờ mấy cái con mắc tiền giống như là con rùa mắc tiền nè, con lươn cũng mắc tiền, rồi thêm con cá chép người ta cũng thích nữa, người ta cũng thích mua nữa, cũng mắc tiền. Rồi ngoài ra có cái con cua biển cũng cao giá nữa, rồi con rắn cũng cao giá nữa. Sao tự nhiên ông hai thả trơn rồi ông hai làm nghề bà cậu như vậy nè, rồi ông hai bắt cái gì? Mấy cái mặt hàng mắc tiền đó thì chài thì không có. Chỉ có cái là đặt trúng đặt vớn này kia mới có. Nhưng mà lâu lâu nó cũng vô. Có vô một hai con mình thả cũng không có đến đổi. Thí dụ như bây giờ vô con cá chép chừng 4 kg đi, rồi ông hai làm sao? Thì cũng thả luôn. Thả luôn. Sao vậy? Thả luôn. Bạn ơi sao không bên lấy đem lên bán mua gạo? Có nhiêu tiền rồi mình bán lợi cá mè vinh nè, cá dảnh đồ đó mình mua gạo mình ăn.
Rồi viết đâu mình gặp dịp hên lên người ta gặp người ta cho. Vậy là vậy là ông hay bắt cá mè dinh, cá dảnh, với cá lau kiến nè, cá lau kiến, với cá chốt rồi ha. Bậy bạ thôi. Dạ. Rồi thí dụ như hên hên nó vô con gắn ghi voi rồi sao? Trời ơi, ghi voi mắc lắm mà. Gắn này thả, ghi voi thì nó mắc nè. Mà thả luôn thì thả chứ sao vậy? Dạ ngươi 500-600 ngàn, 700-800 ngàn thả luôn. 1 triệu cũng thả luôn. Sao sao bà hai ngán quá vậy? Không phải, tại vì sợ lắm. Nhiều khi người đầu mình con đó bán 500 ngàn rồi là mình bệnh hoạn lại cái còn nó hơn nó tốt còn hơn nữa. À ví dụ như cái thằng bán ngựa đó. Đó 500 đó giờ chị bao lâu rồi? Dạ, chị biết bao lâu rồi? Mà ăn không được. Chắc ra chừng 5 triệu. 500 đổi 5 triệu. Mà nó mệt nữa. Không có mần gì đâu. Không mần gì nó mệt, nó bức rứt, nó khó chịu lắm. Bệnh thì có cảnh nào bằng bệnh đâu. Mặc dù là làm nghề bà cậu nhưng mà ông hai luôn luôn lúc nào cũng né ra những cái con đó. Tình. Tình ha. Nhưng mà con nghe con gà là con còn phân vân mà. Tự nhiên con gà nó ngon hấp gỗ. Tại vì tôi á thì thấy người ta thả nhưng mà mình không biết cái đó là nó ra làm sao, không biết người ta tin. Thí dụ như bình thường ông hai bơi vô trong mấy cái kinh nhỏ đó, cái chỗ đó không có nhà hết trơn, cái ông hai thấy có con gà nó lội tựng 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 gì đó, rồi ông hai bắt không? Không. Bắt gà được chú, gà vịt của người ta bắt gì? Người ta nuôi cũng cực khổ người ta chứ. Nhưng mà đó đâu có nhà đâu. Không, không có, cũng không bắt nữa. Cũng như là cũng có người thả là cái gì đó, mới có con gà. Cái gì đây, con gà này mới đi nè. Chứ đâu phải khi không mà tự nhiên con gà mà lội khơi khơi, con vịt lội khơi khơi vậy. Là không, không nghe, không dám bắt luôn. Không. Thấy biết đó mà không dám bắt. Cũng như là không có người sao mà có gà. Đúng rồi. Phải có người, có gà. Nhiều khi người ta muốn thả con gà. Người ta mua ngoài chợ, người ta chạy đâu xa thì ta vô chỗ hẻo lánh gì đó. Chỗ không người không gì chứ, người ta dục bên bờ người ta thả. Biết đâu chừng người ta thả gì rồi mình thấy gì mình bắt. Rồi rồi ông hai đang đi chạy như vậy nè. Thí dụ như ở đầu trên thì ông hai đâu biết là cái gì trên đâu. Thí dụ như ông hai chạy lên tới trên, ông hai thấy người ta phóng sinh rồi sao? Mình nghĩ không chạy. Như là mình ở dưới mình chạy, chứ mà mình dòm thấy trên này người ta lung không, người ta thả. Thôi mình nghĩ là cuốn cầu của đó, cuốn cầu đó. Người ta chạy theo, người ta cho tiền đó. Người ta thấy mình nghỉ rồi là người ta chạy theo đó. Kỳ vậy ta. Ông đó cho 200 đó, chạy theo đó. Mà mình không nói gì với người ta chứ. Nói gì, có quen biết gì đâu nói. Tự nhiên đang chạy cái thấy ngoài trước phóng xanh. Cái cuốn chạy. Cuốn cầu của đó đi về luôn. Vậy à? Vậy mà cũng như là người ta thấy mình không chạy nữa là người ta biết. Người ta dí theo. Người ta chạy theo. Lạc gì ta. Hai vợ chồng nó chạy theo nè. Dì ơi, dì. Vì mà ngày nay được nhiêu, buổi sáng bán được nhiêu, ông này ông tình thiệt, bán được 100 mấy chú ơi, 100 mấy. Ghé vô đây con cho ông 200 đô. Nhiều khi mình cũng gặp cái hên. Dạ, có nghĩa là qua cái cuộc trò chuyện với ông hai với bà hai nè, thì con cảm thấy là cái sự màu nhiệm của Phật Pháp á, nó quá giống như là quá hay luôn. Tại vì mới vừa giúp cái người kia đi ra ngoài khơi giống như là xa xa, đặng dễ dàng phóng sanh. Thì tự nhiên vừa xong cái người ta không nói gì chứ, mà mình chỉ là tính giúp người ta thôi. Ai nhà người ta cho 10 ký gạo. Quay qua đang chạy cá thấy người ta ở trước phóng xanh, cái cuốn câu đi về, cái tự nhiên người ta dí theo, ta cho 200 ngàn. Nó cũng là màu nhiệm. Màu nhiệm. Thật sự mà nói giống như là trời Phật giống như là cho cái chư vị giống như là Bồ Tát mà đang phóng sanh đó, là người ta biết được là làm như người ta có linh tính ha. Tự nhiên chứ ai đâu mà để ý ông hai chạy cá làm chi. Tại vì người ta thấy như là mình xa xa mình chạy chứ đó. Chạy trên này người ta thả. Người ta thấy mà mình không chạy nữa là người ta biết. Vậy mới người ta để bụng. Chúc người ta giết. Ta cho ai chồng. Vậy đó. Chàng ơi chàng rất là tuyệt vời. Hỏi thăm nè. Rồi ngày trước á là con gửi bột nghệ đen cho bà hai uống đó. Rồi bà hai cảm thấy như thế nào? Uống thì lúc đầu nó hơi nóng, nóng chút xíu là nóng cũng như 5-11 nửa tiếng, 5-10 phút. Dần dần giờ tôi quen bột nghệ đen rồi. Giờ tôi quen rồi tôi uống nè, cái giờ đi tỉnh bơ luôn. Rồi bữa nay còn không? Hết rồi chú. Bữa nay hết rồi không? Hết 2-3 ngày nay. Cái bữa trước hình như là con nhớ là bà hai đi đứng đâu có đi được. Đi đâu có được, chú thấy chú dẫn tôi nữa mà. Với bà hai đi trên bà kè, bà hai dịnh. Dịnh nè, mấy nay đi được, bây giờ đi khỏe. Giờ đi khỏe ha? Khỏe. Giờ khỏe. Cái khi mà bà hai chưa có giống như là bột nghệ đen dùng á, là trong cơ thể bà hai cảm thấy như thế nào? Cũng như là thấy nó khó chịu, nó bức rứt, đi đứng không được, nó mệt mỏi lắm. Từ ngày uống tới giờ khỏe, đi đứng được.
đi đứng được. Ừ, trong mình khỏe. Thiệt không, nghe cái này không giống như là nói thiệt thôi, chứ giống như là đừng có nói. Tôi đâu có nói gạt, nói dốc chú chi, tôi đã, tôi uống dốc hộp nè. Dạ đúng rồi. Nè nhóc hộp hết trơn, dốc chi nè, ba bốn hộp nè. Mà lấy cái hộp coi, cho quý nhân gia coi coi. Đó, nhà đây. Đó, nói dốc làm cái gì trời. Dạ rồi. Nè. Đây nữa nghe quý nhân gia. Ba uống đó. Dạ. À, như vậy là dốc chi? Như vậy là trước đó thì bà hai cảm thấy là đau nhất, đi đứng không được, chú lợi chú thấy đó, đi dạ. Đứng không được luôn á, chống gậy, chống gậy không luôn á, gậy dạ. Gậy chống đi gậy dạ. Rồi bây giờ đi khỏe nè dạ. Đi tỉnh bơ luôn á. Chú Yên dạ, ngày trước á thì mấy anh em Ngôn ghé thăm á thì bà hai đi đứng rất là khó khăn. Thì cái lúc mà gặp á thì thấy bà hai là dịnh cái bờ kè quý nhá, để đi giống như là từng bước chân á, rồi đi từ từ chứ không có đi nhanh nhẹn được nữa. Rồi ông hai thì có cho biết là trước đó thì bà hai còn có chống gậy để đi đó quý nhân. Chàng ơi chàng, nhưng mà bà hai dùng cái thấy khỏe liền ha. Khỏe mà điều lúc đầu thì nó hơi nóng nha. Nóng trong người. Ờ, vài bữa nó thấy nóng rồi là sau này nó khỏe lại. Ừ, mới đầu là nó nóng. Ừ, nóng thiệt, nóng. Giống như là nó nực nổi. Ừ, nó nực bực bội lắm. Ừ, cái mấy bữa nó hết luôn. Cái nó bớt. Không phải mà nó hết một lần dạ. từ từ nó giảm từ. Dạ. Có nghĩa là hộp đầu thì chưa, cái từ thấm vô cái giảm xuống tới hộp thứ hai cái bớt đi được. Dạ. Vậy thì bữa nay á con có đem xuống hộp bột nải đen nè, thì cái này là dạng viên ha, dạng viên á, dạng viên hộp dạng viên này, bột nải đen này cũng gửi tặng cho bà hai luôn ha. Thì thưa quý diễn giả, ở bột nải đen á là sẽ hỗ trợ cho quý diễn giả về các triệu chứng thần kinh tọa nè, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, tê bì tay chân, rồi đau nhức các xương khớp đó quý nhá, mà tay chân mà nó đau nhức mà dở không lên á, đi đứng khó khăn á, thì ở bột nải đen sẽ hỗ trợ. Ngoài ra còn hỗ trợ thêm cái triệu chứng về đau bao tử và trào ngược dạ dày. Dạ. Thì ngày hôm nay á là cũng gửi tặng cho bà hai một hộp nha. Dạ, ở trong này thì có 260 viên. Bà hai sau khi mà ăn cơm xong á, cái bà hai lấy ra bà hai dùng một lần 4 viên ha. Ừ, một lần bà hai dùng 4 viên, cái tới chiều cái ăn cơm cái dùng 4 viên ha. Rồi đặng mau chóng có sức khỏe, đặng chăm sóc lo lắng cho ông hai nha. Cái này là tôi muốn tôi chịu đó, không biết cái người có họ tay không mà tôi không biết nha. Dạ. Cái sự thật bản thân tôi là tôi uống cái này tôi chịu. Dạ. Họp không đó nha. Không biết người ta có chịu hay không. Không biết người ta có chịu không, cái chuyện đó mình không có chính, biết. Chính thức là mình là chịu đó. Mình là hiện tại mình chịu rồi đó mà dạ. Người ta thì mình không biết. Dạ. Ngoài ra bà hai thì ngày hôm nay á ghé thăm bà hai á thì cái hộp bột nải đen này nè là của anh Tấn cùng với chị Kim. Anh Tấn cùng với chị Kim gửi tặng cho ông hai với bà hai. Ngoài ra anh Tấn cùng với chị Kim á cũng còn gửi tặng thêm cho ông hai với bà hai là thêm 2 triệu nữa ha. Rồi bây giờ thì anh Tấn với chị Kim á có lời gửi tới ông hai á là khuyên ông hai á là cố gắng gắng nghỉ ngơi thêm 5-10 bữa nữa đi. Cho nó giống như là thiệt phục hồi sức khỏe á, rồi hả tiếp tục là mình làm cái công việc nữa ha, đặng còn lo cho bà hai nữa ha. Dạ rồi thì bây giờ con xin gửi nha. Bây giờ chú nói thì tôi cảm ơn hai người, chú Tấn ở với anh Tấn với chị Kim dạ. Nhưng mà tôi cảm ơn chứ tôi không biết hai người đó ở đâu nữa, tôi phải đi lại tới nhà cảm ơn. Giờ tôi cảm ơn là lo cho hai vợ chồng tôi vậy, tôi rất cảm ơn, tại không có con mà nhờ chú đây cũng có cái duyên rồi đem tiền lại cho tôi, bởi vì chồng tôi bữa nay cũng đỡ dạ. Rồi tôi cầu chúc cho hai cho chú Tấn với chị Kim đó dạ. Mạnh khỏe. Ông hai nhớ lời quý mạnh thường quân dặn nha, gắng nghỉ thêm 5-10 ngày nữa nha nha. Con mới trao rồi không thôi dạ. Con dặn con không trao. Dạ rồi thì thôi bây giờ con xin trao tiền cho ông hai ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Dạ rồi thì đây là 2 triệu của phần viên là của anh Tấn cùng với chị Kim. Cùng với đó là hộp bột nải đen là cũng của anh Tấn với chị Kim, gửi tặng cho ông Hai với bà Hai luôn. Dạ. Ông Hai có lời gì muốn gửi tới chị anh Tấn với chị Kim không? Có gì cảm ơn anh Tấn với chị Kim thôi, biết nói gì hết. Cảm ơn mà anh Tấn với chị Kim nha, mà giờ tôi chúc mạnh giỏi, cầu chúc cho tôi, cầu xin Chúa chứ tôi không biết nói gì hơn bây giờ. Dạ, thú viên chắc. Thì một lần nữa cho Ngôn xin phép được thay mặt ông Hai cùng với bà Hai chân thành gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân trong khoảng thời gian qua đã đồng hành cùng mấy anh em Ngôn, hỗ trợ giúp đỡ cho ông Hai với bà Hai vượt qua những cái khó khăn. Và đặc biệt nhất là trong ngày hôm nay thì Ngôn cũng xin thay mặt ông Hai với bà Hai gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Tấn cùng với chị Kim là quý mạnh thường quân trong ngày hôm nay đã hỗ trợ cho ông Hai với bà Hai, thì tổng số tiền là trị giá là 2 triệu cùng với hộp bột nải đen. Dạ rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý diễn giả cùng với quý mạnh thường quân trong và ngoài nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp.